trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Biden lo ông Trump thách thức kết quả bầu cử nếu thua cuộc. Mỹ cảnh báo Thủ Nhĩ Kỳ về hậu quả mối quan hệ làm ăn với Nga. Chính phủ Anh huy động 6.000 cảnh sát ngăn chặn nguy cơ biểu tình. UAV Macron Ukraine cơn ác mộng của Nga được trang bị bom dẫn đường. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. RT đưa tin Tổng thống Vladimir Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự lo ngại nếu cựu tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới, tổng thống Biden nói rằng ông không tự tin về một cuộc chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống Kamala Harris vào tháng 1 năm 2025 nếu ông Trump thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Harris là ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, trong khi ông Trump là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Hai người sẽ đối đầu trực diện trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài CBS News khi được hỏi liệu ông có tin rằng sẽ có một sự chuyển giao quyền lực hòa bình sau cuộc bỏ phiếu hay không, ông Biden trả lời: "Nếu Trump thua, tôi hoàn toàn không tự tin chút nào." Ông Biden nhấn mạnh: "Ông ta nói là làm, chúng tôi không xem nhẹ điều này. Ông ta nghiêm túc, nếu họ thua sẽ xảy ra một cuộc đổ máu." Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng cảnh báo rằng ông Trump có thể thách thức kết quả bầu cử một lần nữa vào tháng 11 như ông đã làm vào năm 2020. Đội ngũ tranh cử của ông Trump chưa bình luận về phát ngôn của Tổng thống Biden. Trước đó trong một cuộc xuất hiện vận động tranh cử vào tháng 3 tại Ohio, ông Trump đã cảnh báo về một cuộc đổ máu nếu ông không thắng cử. Khi đó ông Trump đang thảo luận về sự cần thiết phải bảo vệ ngành công nghiệp ô tô của Mỹ khỏi sự cạnh tranh từ nước ngoài. Sau đó ông Trump giải thích rằng ông đang ám chỉ đến ngành công nghiệp ô tô khi ông sử dụng thuật ngữ đổ máu. Theo RIA Novosti, những nghi ngại của Tổng thống Joe Biden về việc chuyển giao quyền lực là có cơ sở. Bởi vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, những người ủng hộ ông Trump đã tấn công đồi Capitol, cản trở công việc của quốc hội trong vài giờ. Nguyên nhân là do bất bình với việc xác nhận chiến thắng bầu cử thuộc về ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ hàng trăm người ở mỹ sau đó đã bị bắt vì tham gia vụ tấn công ông trump bị cáo buộc bốn tội danh âm mưu lừa gạt mỹ âm mưu can thiệp vào các thủ tục tố tụng chính thức can thiệp và cố gắng can thiệp vào các thủ tục tố tụng chính thức và âm mưu chống lại các quyền cựu tổng thống trump lúc đó đã tuyên bố trước tòa bản thân vô tội Năm ngoái, các công tố viên Mỹ đã truy tố cựu Tổng thống Trump với bốn cáo buộc liên quan nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại Quốc hội Mỹ. Ông Trump cũng bị truy tố liên quan cáo buộc gian lận kết quả bầu cử Tổng thống vào năm 2020 tại bang Georgia. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, Tòa Phúc Thẩm bang Georgia đã hoãn vô thời hạn vụ án này. Tháng trước, ông Biden đã rút khỏi chiến dịch tranh cử sau khi nhiều thành viên đảng Dân Chủ kêu gọi ông dừng bước sau buổi tranh luận được xem là thất bại. Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành được đề cử của đảng Dân Chủ và hiện đang tranh cử với ông Trump. Theo tờ Wall Street Journal, tình hình kinh tế bất ổn gần đây có nguy cơ củng cố quan điểm của cử tri rằng nền kinh tế Mỹ đang không ổn định, tạo cơ hội cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump chuyển sang chiếm ưu thế trong cuộc đua với Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump đã nhanh chóng nắm bắt được sự hỗn loạn đang gây ra sự hoảng loạn của các nhà đầu tư tại Mỹ. Ông viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng những người bỏ phiếu có quyền lựa chọn sự thịnh vượng của ông Trump hoặc sự sụp đổ của bà Harris và cuộc đại suy thoái năm 2024. Sau đó, ông Trump đã liên tục đề cập đến chủ đề này nhằm tìm cách gây lo ngại về sự suy thoái với hy vọng cử tri sẽ đổ lỗi cho đảng Dân Chủ. Chiến dịch của ông đã nhanh chóng tạo ra một video nêu bật các bản tin truyền hình gần đây về những rắc rối kinh tế. Những bình luận trên của ông Trump xuất hiện sau khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 12% vào đầu tuần này, mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất kể từ vụ sụp đổ sau thứ Hai đen tối năm 1987. Điều này đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trên khắp châu Âu và Mỹ, khi các nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro hơn. Sự bất ổn của thị trường toàn cầu diễn ra trùng với báo cáo việc làm đáng thất vọng trong tháng 7, được công bố vào cuối tuần trước, khi một số nhà kinh tế lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed quá thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Người thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa Mika Roberts cho biết tin tức tiêu cực về nền kinh tế sẽ đè nặng lên chiến dịch của bà Harris. Điều này có thể dẫn đến một kết thúc đột ngột cho giai đoạn trăng mật mà bà Harris đang trải qua. Đảng Dân Chủ cho rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận chung nào về hướng đi của nền kinh tế Mỹ. Bất chấp tỷ lệ thất nghiệp tăng, các chỉ số kinh tế khác, chẳng hạn như doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn đang tăng. Fed có thể cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, có khả năng giúp các nhà đầu tư tăng thêm sự tự tin. Cuộc họp đó là cơ hội thường kỳ cuối cùng của họ để làm như vậy trước cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Một báo cáo việc làm cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vài ngày trước cuộc bầu cử. Mối lo ngại về nền kinh tế Mỹ đang chậm lại xuất hiện sau hơn một năm, Nhà Trắng tung hô hàng loạt dữ liệu việc làm, tiền lương và lạm phát tích cực. Các cố vấn của Tổng thống Biden đã lập luận rằng nhận thức tiêu cực của cử tri về nền kinh tế sẽ được khỏa lấp bằng các con số và cuối cùng sẽ hỗ trợ cơ hội chiến thắng của Đảng Dân Chủ vào tháng 11 này. Nhưng chiến dịch của ông Trump cho rằng việc tập trung trở lại vào nền kinh tế sẽ giúp Đảng Cộng Hòa có lợi thế hơn. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã trải qua một loạt tuần khó khăn kể từ khi Tổng thống Biden tuyên bố sẽ không tái tranh cử và Đảng Dân Chủ đã hợp nhất xung quanh bà Harris. Bà nhanh chóng chiếm ưu thế trước ông Trump trong các cuộc thăm dò, biến cuộc đua trở nên cân sức hơn nhiều khi bà khiến Đảng Dân Chủ phấn khích và gây quỹ được số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, hơn một nửa số người được hỏi trong cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal cho biết ông Trump có khả năng xử lý nền kinh tế tốt nhất. Trong khi chỉ có 40% cho biết bà Harris phù hợp nhất để xử lý vấn đề này. Ngay cả khi tăng trưởng việc làm và thị trường chứng khoán được cải thiện dưới thời Tổng thống Biden, ông Trump vẫn tiếp tục gây sức ép về vấn đề này. Về phần mình, bà Harris đã thận trọng với lĩnh vực kinh tế, thừa nhận rằng cử tri vẫn cảm thấy lo lắng về điều này. Bà Harris phát biểu trong một cuộc vận động tại Atlanta: "Chúng tôi tin vào tương lai, nơi mọi người đều có cơ hội xây dựng doanh nghiệp, sở hữu nhà, xây dựng thịnh vượng cho nhiều thế hệ." xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times, một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục bán cho Nga các thiết bị quân sự có nguồn gốc từ nền kinh tế số một thế giới. Theo tờ Financial Times, Washington ngày càng lo ngại thành viên NATO này sẽ trở thành nơi trung chuyển các thiết bị điện tử do phương Tây sản xuất bao gồm bộ xử lý, thẻ nhớ và bộ khuếch đại đến Nga. Mỹ cho rằng các thiết bị vận chuyển đến sẽ được sử dụng để sản xuất tên lửa và máy bay không người lái phục vụ cho quân đội Nga. Ông Matthew Asarut, trợ lý bộ trưởng thương mại Mỹ, gần đây đã gặp các quan chức và giám đốc điều hành Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara và Istanbul như một phần của nỗ lực ngăn chặn hoạt động trên. Ông Asarut nói với Financial Times rằng thông điệp của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ phải nỗ lực hơn nữa để hạn chế hoạt động buôn bán chip có nguồn gốc từ Washington sang Nga. Quan chức Mỹ khẳng định đây là vấn đề cấp bách và cáo buộc Moscow đang cố gắng lợi dụng chính sách thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận các thiết bị và linh kiện của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã đưa 18 công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách thực thể vì bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho Nga. Các công ty Mỹ hiện cần phải có giấy phép đặc biệt để bán hàng hóa nhạy cảm cho các thực thể nằm trong danh sách. Quan chức Mỹ cho biết sẽ có thể có nhiều biện pháp hơn như thế trong tương lai, trừ khi và cho đến khi các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ có tiến triển. Hồi tháng 3 năm nay, Washington và Ankara đã thống nhất về kế hoạch cho phép các công ty Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch với các đối tác Nga trong khi tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Theo tờ Hurrijet, Mỹ trước đây đã ngay lập tức trừng phạt các công ty Thổ Nhĩ Kỳ có hoặc bị cáo buộc có quan hệ thương mại với Nga ngay cả khi không thông báo cho ankara hoặc đề nghị điều tra theo kế hoạch tuân thủ lệnh trừng phạt này mỹ sẽ thông báo cho thổ nhĩ kỳ về các công ty có khả năng chịu lệnh trừng phạt của washington và đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến lượt mình ankara sẽ tiến hành một cuộc điều tra về những vi phạm bị tình nghi và báo cáo kết quả mặc dù là thành viên nato thổ nhĩ kỳ đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương tây đối với nga duy trì cả mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Moscow, đồng thời theo đuổi việc phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc hơn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ không im lặng trước những hành động chống lại lợi ích và an ninh của nước này. Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm vào ngày 7 tháng 8 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tuần trước. Truyền thông Iran dẫn lời ông Pezeshkian cho biết tại cuộc điện đàm, tân Tổng thống Iran nêu rõ nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn xung đột trong khu vực, họ buộc phải gây sức ép để Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, ngừng các cuộc tấn công tại giải Gaza. Cùng ngày, quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani đã trao đổi quan điểm về vụ ám sát ông Haniyeh với hai người đồng cấp Anh và Áo. Tại các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Anh David Lamy và Ngoại trưởng Áo Alexander Skalenberg, ông Bagheri Kani đã bày tỏ quan ngại về hành động của Israel, đồng thời thảo luận những diễn biến mới nhất trong khu vực. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh, ông Kani cáo buộc những hành động của Israel là nguyên nhân gây ra bất ổn trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Lamy cho rằng vụ ám sát ông Haniyeh là bước thụt lùi trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông kêu gọi Iran tự kiềm chế, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra nếu các bên liên quan không kiềm chế. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Áo, ông Cani lấy làm tiếc vì sự im lặng của một số quốc gia châu Âu trước những hành động của Israel khiến căng thẳng và bất ổn gia tăng trong khu vực. Trong khi đó, ngoại trưởng Scanlenberg bày tỏ quan ngại tình hình khu vực đang trở nên trầm trọng hơn đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động mọi nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng. Trong ngày 7 tháng 8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC đã họp khẩn tại Ả Rập Xê Út theo đề nghị của Iran để thảo luận về vụ thủ lĩnh Haniyeh bị ám sát. Cách đây ít hôm, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Asghar Jahangir cho biết nước này đã mở cuộc điều tra về vụ ám sát ông Haniyeh ở Tehran nhưng đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn phát biểu của ông Asghar Jahangir tại cuộc họp báo hàng tuần ở thủ đô Iran giải thích chi tiết về các biện pháp mà bộ máy tư pháp Iran thực hiện liên quan đến vụ việc. Ông Jahangir nêu rõ theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị tư pháp các lực lượng vũ trang Iran, Ahmad Reza Pokhakan lệnh mở cuộc điều tra đã được đệ trình ngay sau khi vụ việc xảy ra. Chính phủ Anh vừa qua đã yêu cầu đặt khoảng 6.000 cảnh sát chống bạo động trong trạng thái trực chiến để chuẩn bị ngăn chặn nguy cơ xảy ra biểu tình bạo loạn. Đây là đợt huy động cảnh sát lớn nhất tại Anh kể từ cuộc bạo loạn năm 2011. Bên cạnh đó, khoảng 2.000 cảnh sát chống bạo động dự bị cũng được bố trí trên khắp cả nước để tăng cường lực lượng nhanh nhất có thể. Hiện tại, 41 trên tổng số 43 đồn cảnh sát địa phương trên toàn vùng England và Wales đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra bạo lực. Bên cạnh đó, cảnh sát trật tự cũng đang tăng cường tuần tra các khu phố. Cảnh sát đã được trang bị máy quay gắn trên người để ghi lại diễn biến các cuộc bạo loạn, giúp nhận dạng các đối tượng có hành vi phạm pháp. Đáng chú ý, theo Bộ Nội vụ Anh, 36 địa điểm đang có nguy cơ bị các phần tử cực hữu tấn công trong các cuộc biểu tình dự kiến, gồm nơi tạm trú của những người đang xin tị nạn và văn phòng của các luật sư cung cấp dịch vụ cho người nhập cư. Cảnh sát đang tiến hành rà soát các video clip được chia sẻ trên mạng xã hội để tìm bằng chứng và bắt giữ những kẻ gây rối. Ngoài ra, lực lượng này cũng đang truy quét những kẻ tổ chức và kích động phạm tội trực tuyến. Trong khi đó, các nhóm tình báo đã được thành lập để theo dõi hoạt động mạng của các tổ chức nổi tiếng và những người có ảnh hưởng nhằm phát hiện các hoạt động biểu tình cũng như các mục tiêu tấn công của những kẻ cực hữu. Trong hơn một tuần, biểu tình bạo loạn đã xảy ra tại hơn 20 thành phố và thị trấn của vùng England, Suez và Bắc Ireland cảnh sát đã bắt giữ 428 đối tượng có hành vi gây rối và tấn công cảnh sát. Hơn 100 cảnh sát cũng đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình, một số người bị thương nghiêm trọng. Nhằm nghiêm trị hành vi bạo lực cực đoan, tòa án Liverpool Crown đã xét xử 3 người đàn ông về hành vi bạo loạn, trong đó Derek Ramon, 58 tuổi, bị kết án 3 năm tù vì tấn công cảnh sát. Declan Guayran, 29 tuổi, bị phạt tù 30 tháng sau khi thừa nhận đã đốt một chiếc xe cảnh sát và Liam James Riley, 41 tuổi, phải chịu hình phạt 20 tháng tù vì hành vi ném đá và gạch vào cảnh sát. Trong một diễn biến liên quan, Liên đoàn Nhà báo Quốc gia tại Anh, NUG, đã kêu gọi đảm bảo an toàn cho các nhà báo khi tác nghiệp, đồng thời truy tố những kẻ đe dọa những người thu thập tin tức sau khi một số phóng viên đã bị tấn công, phá hủy hoặc cướp thiết bị tác nghiệp trong khi đưa tin về các cuộc biểu tình. Baba Yaga là tên gọi chung của quân đội Nga dành cho một số loại UAV ném bom của Ukraine. Những máy bay không người lái này mang theo loại bom nặng hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái dân dụng nhỏ thường bay vào ban ngày. Nếu như những UAV mang bom nhỏ thường mang theo một quả lựu đạn cầm tay hoặc loại vũ khí có kích thước nhỏ, thì Baba Yaga có thể thả các quả mìn nổ chống tăng TM-62 nặng 9,5 kg vào các vị trí của đối phương. Do có kích thước lớn và động cơ rotor gây tiếng ồn, có thể nghe thấy từ khoảng cách hơn 1,6 km, nên baba Ba Iaga dễ trở thành mục tiêu tấn công vào ban ngày. Vì vậy, Ukraine thường sử dụng UAV này vào ban đêm. Một số thông tin cho biết baba Ba Iaga rất khó bị gây nhiễu và để bắn hạ UAV này cần phải sử dụng súng phun lửa. baba Ba Iaga được trang bị các đĩa thu tín hiệu để thu sóng radio và thiết bị gấp để lấy một số vật phẩm của đối phương sau một cuộc tấn công. UAV này đã gây không ít e sợ cho quân đội Nga. Trong những tháng gần đây, Nga đã tìm ra những cách thức hiệu quả hơn để đối phó máy bay ném bom ban đêm của Ukraine. Các chiến thuật của Nga đã khiến Ukraine mất một số lượng lớn UAV-33 Iaga. Nhưng chuyên gia Michael Kaufman, thành viên cấp cao trong chương trình Nga và Á-Âu thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Mỹ, cho rằng ngay cả khi chịu tỷ lệ tổn thất cao, Baba Yaga vẫn là một trong những máy bay không người lái tấn công hiệu quả nhất mà Ukraine có được. Hiện, các kỹ sư Ukraine đang nỗ lực làm việc để cải tiến vũ khí của máy bay không người lái và đưa công nghệ này lên một tầm cao mới bằng việc ứng dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tuần trước, kênh Telegram của quân đội Ukraine có tên là Van Gogh đã chia sẻ hình ảnh về UAV 33 IAGA bị bắn hạ mang theo một loại vũ khí có ký hiệu BK-30S. Dựa vào đặc điểm nhận dạng như các lỗ xung quanh mũi đạn và phần cánh có thể chuyển dịch được, các chuyên gia cho rằng đây là một loại vũ khí có dẫn đường. Điều này có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc chiến UAV. Thông thường, các UAV mang bom phải thực hiện việc ném bom ngay phía trên mục tiêu ở độ cao thấp để đảm bảo độ chính xác. Van Gogh lưu ý, ngay cả khi thả từ độ cao 80 mét thì tỷ lệ trúng mục tiêu chỉ đạt khoảng 50%. Nhưng bom dẫn đường có thể được thả từ khoảng cách xa hơn hoặc ở độ cao lớn hơn nhiều, giúp UAV tránh xa các hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây cũng là chiến thuật mà máy bay ném bom của Nga sử dụng để thả bom lượn xuống cách vị trí Ukraine cách xa tầm 32 km để tránh tên lửa đất đối không. Giới phân tích cho rằng 33 Iaga, một khi mang bom dẫn đường, có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách đáng kể, nằm ngoài tầm hoạt động của phương tiện gây nhiễu hoặc các tay súng bắn tỉa. Trang web Cat Uso cho rằng BK30F là một loại bom dẫn đường được thiết kế để tấn công vị trí của lực lượng bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ, bom sử dụng đầu đạn phân mảnh mạnh HE frac Theo Cat Uso, BK-30F có thể là biến thể của đầu đạn RK-30F của tên lửa chống tăng sách tay RK-3 Kosa do Ukraine sản xuất. RK-3 Kosa là loại tên lửa dẫn đường bằng chùm tia laser được thiết kế để xuyên thủng giáp hạng nặng và các công trình kiên cố. Chúng khác biệt so với tên lửa dẫn đường bằng đầu dò laser bán chủ động như Hellfire, trong đó người vận hành đặt một điểm laser vào mục tiêu và đầu dò tên lửa sẽ tự dẫn đến mục tiêu đó. Đối với RK-3 Kosa, chùm tia laser được sử dụng để truyền tín hiệu điều khiển đến tên lửa dựa vào vị trí mà người vận hành đặt đường ngắm. Nó có bộ thu laser ở phía sau để liên lạc với người vận hành thay vì nhìn vào mục tiêu ở phía trước. Đây là lý do mặt trước của tên lửa RK-3 Kosa không có cảm biến nào. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Chen Telenko thì cho rằng BK-30F có thể sử dụng thiết bị dẫn đường bằng quang học. Hiện thông tin chi tiết về BK-30F vẫn còn là bí ẩn vẫn chưa rõ tầm bắn, độ chính xác cũng như sức mạnh đầu đạn của vũ khí này. Nhưng nhiều khả năng nó sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng sát thương và tính linh hoạt của ba ba và tiếp tục đặt ra nhiều thách thức lớn cho quân đội nga. Quân đội ukraine đang giao tranh quyết liệt với lực lượng nga tại khu vực torsk, một thị trấn chiến lược nằm ở miền đông ukraine. Thời gian qua nga đã tấn công không thương tiếc vào nơi này sau những đợt giao tranh toresk trở nên hoang tàn sơ sát với những tòa nhà đổ nát trơ khung nhiều ô tô bị cháy rụi do pháo kích nằm la liệt trên đường toresk đã trở thành mặt trận hàng đầu trong xung đột nga ukraine theo giới chỉ huy và các nhà phân tích quân sự ukraine trong nhiều tháng lực lượng nga đã oanh tạc chasopja một thị trấn nằm về phía bắc kostyantinovka trong bối cảnh ấy giới chỉ huy ukraine đánh giá rằng việc bảo vệ toresk cũng như cha có tầm quan trọng sống còn. Cụm thị trấn mỏ và làng mạc ở Toresk nằm rải rác dọc theo những ngọn đồi nên khó bị tấn công nhưng Ukraine vẫn chú trọng việc phòng thủ nơi đây. Lữ đoàn 24, lữ đoàn lâu đời nhất của quân đội Ukraine đã chốt giữ khu vực này trong suốt năm vừa qua. Nhưng vào tháng 5 năm 2024, lữ đoàn 24 được lệnh phải chuyển sang Chasovya trong bối cảnh quân đội Nga tiến nhanh tới cửa ngõ thị trấn này. Đơn vị thế vào vị trí của lữ đoàn 24 tại Toresk sẽ là lữ đoàn cơ giới 41. Lực lượng đã làm nhiệm vụ bảo vệ cha xốp nhà khi quân Nga cố gắng tiến vào khu vực ngoại vi của thị trấn này. Bình sĩ lữ đoàn 24 cho biết họ đã nhận thấy dấu hiệu Nga sắp tấn công Toresk và cảnh báo giới chỉ huy chờ tiến hành luân chuyển binh sĩ vào thời khắc nhạy cảm này. Lúc luân chuyển các đơn vị quân sự là cực kỳ nguy hiểm cho bên thực hiện việc này, vì các đơn vị luân chuyển sẽ phải mất thời gian để quen với địa hình mới và các đơn vị này dễ bị tấn công trong lúc luân chuyển. Hoạt động luân chuyển lần đó diễn ra trong vài tuần. Vào đầu tháng 6, Lữ đoàn 41 đã di chuyển từ Chasovia tới tiếp quản khu vực Toresk, còn Lữ đoàn 24 bây giờ đã có mặt tại Chasovia. Bình sĩ Ukraine cho biết, vào thời điểm 2 ngày sau khi việc luân chuyển này kết thúc, quân đội Nga liền tấn công họ. Trung sĩ Ukraine Lyakovic nói, đưa chúng tôi rời khỏi đó, Toresk, là một sai lầm lớn. Gần như ngay lập tức, người ta nhận ra rằng lữ đoàn 41 không được chuẩn bị cho việc bảo vệ Toresk vì họ không thông thuộc địa bàn này, theo nhiều binh sĩ thuộc các tiểu đoàn khác nhau của lữ đoàn này cho biết như vậy. Ngoài ra, viên lữ đoàn trưởng cũng bị chỉ trích là ban hành các mệnh lệnh không rõ ràng và không phản ứng kịp thời trước tình hình thường xuyên thay đổi. Jeff Hans Chokan, chỉ huy của một trung đội UAV tác chiến thuộc tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ 206 Ukraine, dưới quyền chỉ huy của lữ đoàn 41 nói rằng tiểu đoàn này hứng chịu tổn thất do các mệnh lệnh bất hợp lý từ phía chỉ huy cấp cao của lữ đoàn 41. Georgi Tuka, cựu bộ trưởng Ukraine, đồng thời là cựu binh của tiểu đoàn 206 nói rằng lực lượng Ukraine gửi tới khu vực Toresk là quá ít và các đơn vị bộ binh hạng nhẹ tại đây được lữ đoàn 41 trao cho những mệnh lệnh vượt quá khả năng, từ đó dẫn tới những tổn thất đau đớn. Ukraine đã phải điều một số lữ đoàn mạnh nhất của mình tới ổn định tình hình ở Toresk, nhưng lực lượng này đã bị căng mỏng. Binh sĩ Ukraine cho biết chiến sự khốc liệt tại đây có thể khiến Kiev khó kỳ vọng giành lại quyền chủ động và khôi phục thế tiến công. không giống như cuộc phản công vào năm ngoái của Ukraine, cuộc tấn công mùa hè của Nga không được thông báo trước. Giai đoạn ác liệt nhất của nó diễn ra ở khu vực Donbass và tỉnh Kharkov trong suốt 3 tháng qua. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Ukraine đang mất dần lãnh thổ kể từ khi thất thủ ở Arivka vào tháng 2 năm 2024. Hiện nay, mỗi ngày Kiev phải rút lui khoảng 1 km. Giao tranh ngày càng dữ dội dọc toàn bộ tiền tuyến. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Pokrovsk, một thị trấn với khoảng 60.000 người sinh sống trước khi xung đột nổ ra, đã trở thành mục tiêu chính của Nga. Cuộc tiến công của Nga đã diễn ra thành từng giai đoạn và dĩ nhiên cũng đối mặt với những tổn thất nhất định về lực lượng và phương tiện. Tuy nhiên, Nga đã xây dựng được một số chiến thuật hiệu quả, lực lượng áp đảo, bom lượn và ưu thế về đạn pháo với tỷ lệ 4:1 của Moscow đã góp phần phá hủy các vị trí của Kiev. Máy bay không người lái nhanh chóng gây nguy hiểm cho những con đường tiếp tế quan trọng cách xa nơi giao tranh. Shai Tsikhoski, một sĩ quan thuộc lữ đoàn 59 cho hay, họ đang tấn công vào các điểm yếu của chúng tôi dọc toàn bộ tiền tuyến. Nga dường như đang nhắm vào các đơn vị của Ukraine có tinh thần chiến đấu kém, đồng thời sử dụng các chiến dịch tuyên truyền và đạn pháo để tiếp tục làm suy yếu họ. Lữ đoàn 59 đã trở thành mục tiêu cụ thể sau những chỉ trích công khai đối với các chỉ huy của lữ đoàn này về cách tiếp cận được cho là ung dung và chủ quan. Sự chỉ trích gia tăng vào cuối tháng 7 khi một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng này bị bao vây ở Krasnohorovka, cách Pokrovsk, 35 km về phía đông nam, mà không có lệnh rút lui. Sĩ quan Tsikhorsky nói rằng những lời chỉ trích trên là không công bằng. Một nguồn tin an ninh của Ukraine tại Pokrovsk nhận định, hiện tại, các chỉ huy đang phải quyết định giữa những gì khó khăn và cực kỳ khó khăn. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến bước lùi của nước này là do Quốc hội Mỹ chỉ hoãn việc cung cấp vũ khí vào đầu năm nay. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là nhân lực và sự thất bại của chương trình huy động quân của Kiev. Theo nguồn tin trên, tinh thần chiến đấu trong hàng ngũ của Ukraine đang suy giảm, mặc dù mức độ tùy thuộc vào từng lữ đoàn. Trên thực tế, các lữ đoàn như lữ đoàn tấn công số 3 hiện đang đóng quân xa hơn về phía Bắc, quanh Izum, thậm chí còn có quân dự bị để huy động. Tuy nhiên, 3 năm xung đột đã làm suy yếu những đơn vị giỏi nhất của họ. Một chỉ huy của lữ đoàn 24 gần đây chuyển từ New York tới Chashopja, hai trong số những khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết. Các tiểu đoàn trong lữ đoàn của ông hiện đang chiến đấu với chỉ 20 người, chưa bằng quy mô của một trung đội.